Xin cảm ơn các anh chị và Thu An xin kính chào quý vị khán thính giả của đài truyền hình Việt ngữ Asian World Media. Hôm nay Thu An đang có mặt tại đây để tường trình, cập nhật cũng như là giải thích rõ hơn về việc quận Cam cấm các cuộc tụ họp đóng cửa của các quán bar và hạn chế các nhà hàng vì lo sợ sự lây nhiễm của coronavirus. Thưa quý vị, thì từ chiều hôm thứ Ba vừa qua, người dân quận Cam đã nhận được tin là các quán rượu, các nhà máy bia và các nhà máy rượu vang của quận Cam là được lệnh đóng cửa. Các nhà hàng được yêu cầu chỉ được to go hoặc là delivery tại nhà và mọi người bị cấm tụ họp bắt đầu từ ngày 17 tháng 3 năm 2020 tối hôm qua. Tiến sĩ Nicole Quick, cán bộ y tế quận Orange vừa ban hành lệnh nghiêm cấm các cuộc tụ họp công cộng và tư nhân ở mọi quy mô, không bao gồm các gia đình sống cùng nhau, và lệnh nghiêm cấm này sẽ kéo dài cho đến hết ngày 31 tháng 3. Lệnh cấm này không bao gồm việc mọi người và các thương nghiệp thực hiện các hoạt động thiết yếu của người dùng, bao gồm những người tham dự giải cứu khẩn cấp, các trung tâm cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, cửa hàng tạp hóa, ngân hàng, trạm xăng và các nhà tạm trú. Bà Michelle Steele cho biết, đây không phải là lệnh phong tỏa. Những điều mà Bộ Y tế Công cộng ban hành ngày 17 tháng 3 chỉ đơn giản là tuân theo chỉ thị hiện có của chính phủ. Trật tự theo hướng dẫn của chính phủ, nghiêm cấm các cuộc tụ họp công cộng, tư nhân, xã hội và công việc. Các thương nghiệp được phép mở cửa nhưng mà phải thực hiện theo quy định của chính phủ, đó là cách nhau 6 bước. Sau hàng loạt các câu hỏi và lo ngại về mệnh lệnh ban đầu, các quan chức quận đã gửi thêm thông tin ngay tối hôm qua nhằm giải thích với quý vị rằng họ không kêu gọi mọi người đến nơi trú ẩn tại chỗ hay bất cứ nơi nào khác ngoài những thay đổi cho các quán rượu, nhà hàng, các thương nghiệp có thể hoạt động bằng cách giữ khoảng cách là cách nhau 6 bước như yêu cầu. Họ yêu cầu là mọi người nên đọc toàn bộ thứ tự đã được sửa đổi cho rõ ràng. Lệnh của quận Orange cho phép trừng phạt bằng tiền hoặc là bằng thời gian ngồi tù nếu có người vi phạm. Cũng như là ông Todd Spitzer, tổng trưởng lý quận Orange đã nói rằng, văn phòng cảnh sát phải có những nhân viên thực hiện hình phạt theo cách tốt nhất. Đó là yêu cầu mọi người giải tán nếu cần trước khi thực hiện các biện pháp trừng phạt nhiều hơn. Tổng trưởng lý quận Orange cho biết, công việc đầu tiên và quan trọng nhất của chúng tôi đó là bảo vệ mọi người không bị lây nhiễm virus. Những biện pháp không phải là để bắt giữ những người công dân tốt cũng như là những người vi phạm mệnh lệnh. Cho nên quý vị cứ yên tâm, nếu mà quý vị đang đứng trước cửa Starbucks và nói chuyện thì quý vị cũng sẽ không bị truy tố hoặc là bắt giữ. Tính đến tối ngày 17 tháng 3, các quan chức quận Orange đã tường trình có 29 trường hợp được xác nhận là nhiễm coronavirus, tăng 7 trường hợp so với ngày 16 tháng 3. Các giám sát viên được thông báo trong ngày rằng 3 trong số những người nói trên đã phải vào bệnh viện. COVID-19 là căn bệnh do coronavirus gây ra, là một căn bệnh nghiêm trọng về đường hô hấp, thậm chí có thể gây ra tử vong. Mặc dù căn bệnh này giống như một căn bệnh cúm nhẹ, nhưng mà những người cao niên và những người có tình trạng sức khỏe trước đó thì có nguy cơ mắc bệnh rất là cao. Và thưa quý vị, chỉ thị của quận Orange thực hiện là tương tự như những gì mà thành phố và quận Los Angeles đã thực hiện trước đó. Sau đây xin mời quý vị quay trở lại với anh chị xứ ngôn viên trong studio. Thu An đang tường trình tại Bosa, California.